nữ dẫn con gái mình đi đám cưới. Ở trong đám cưới, người phụ nữ con gái nó mới khều mẹ nó và nó hỏi mẹ, tại sao người ta kết hôn? Thì người mẹ nhìn đứa con gái và nói rằng, người ta sống nhiều năm, người ta sống một mình rất là bình thường, không sao. Đến một ngày nào đó họ cảm thấy cô đơn, và một ngày nào đó họ cảm thấy họ phải tìm một người bạn để đi suốt cuộc đời này, cho nên người ta kết hôn. Đứa con gái nhìn mẹ và nói rằng, mẹ, vậy thì tại sao trong ngày hôn lễ những người phụ nữ lại phải mặc áo màu trắng? Thường thường cô dâu thì muốn mặc áo màu trắng. Thì đứa con gái hỏi, tại sao trong ngày hôn lễ mọi thứ con hiểu được, trang trí, đồ ăn, âm nhạc vân vân, bánh kem con hiểu được, tại sao cô dâu phải mặc áo màu trắng? Người mẹ nói rằng, có người thì tin rằng áo màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết của cô dâu. Có người thì nói rằng áo màu trắng tượng trưng cho sự sang trọng của cô dâu. Nhưng mà mẹ thì nghĩ rằng áo màu trắng tượng trưng cho hạnh phúc của cô dâu. Và ngày hôn lễ là ngày người con gái hạnh phúc nhất cuộc đời của mình, cho nên phải mặc áo màu trắng. Bởi vì màu trắng tượng trưng cho hạnh phúc. Ngay lập tức đứa con gái suy nghĩ và quay lại nói với mẹ, vậy tại sao chú rể mặc áo màu đen? Nếu hôn lễ là ngày hạnh phúc nhất của cô dâu, chú dâu mặc áo màu trắng, vậy tại sao chú rể mặc áo màu đen? Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ nói về một tiệc cưới. Ở trong cái tiệc cưới này, chú rể là người lẽ ra phải hạnh phúc nhất. Nhưng mà cuối cùng khi kết thúc câu chuyện này đó, thì chú rể là người đau buồn hơn hết trong tất cả mọi người. Xin quý vị mở ra trong sách Matthew đoạn 22. Matthew đoạn 22 phán về ví dụ Đức Chúa Giêsu kể về một tiệc cưới. Đức Chúa Giêsu lại phán rằng, phán ví dụ cùng chúng nữa rằng, nước thiên đàng giống như một vị vua làm tiệc cưới cho con của mình. Vua sai đầy tớ đi nhắc. Quý bạn chị em, khi quý vị mở trong Kinh Thánh, quý vị cố gắng có cây viết những cái chữ nào đặc biệt xin gạch dưới. Sai đầy tớ đi nhắc chứ không phải là mời, nhắc những người đã được mời đến dự tiệc nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai đầy tớ khác mà dặn rằng, hãy nói với người được mời như thế này: này, ta đã sửa soạn tiệc rồi, bò và thú béo đã được giết xong, mọi việc đều sẵn sàng cả, hãy đến mà dự tiệc cưới. Nhưng họ không đếm xỉa gì đến, cứ việc đi đường mình. Kẻ này đi ra ruộng, kẻ kia đi buôn bán, còn những kẻ khác thì bắt đầy tớ của vua mắng chửi và rồi giết đi. Vua nổi giận, bèn sai quân lính diệt những kẻ giết người đó và đốt phá thành của họ. Đoạn vua phán cùng đầy tớ mình rằng, tiệc cưới đã dọn xong rồi, song những người được mời không xứng đáng dự tiệc đó. Vậy các ngươi hãy đi khắp các ngã tư, hễ gặp người nào thì mời đến dự tiệc, mời cả đến dự tiệc. Đầy tớ đi khắp các đường cái, nhóm lại hết thảy những người họ gặp, bất luận dữ hay lành, đến nỗi trong phòng đầy những người dự tiệc. Vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người làm sao không bạn chém? Không mặc áo lễ, tức là áo cao đoàn phải không? Phải áo cao đoàn không? Áo lễ là áo cao đoàn chứ gì nữa? Không phải, áo lễ, áo tiệc cưới. Thì phán cùng người rằng, hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm sao? Làm thinh. Vua bèn truyền cho đầy tớ rằng, hãy trói tay chân nó lại và quăng ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Và câu cuối cùng Đức Chúa Giêsu phán trong câu chuyện này, đó là bởi vì có nhiều kẻ được gọi mà ít người được chọn. Thưa quý vị, chúng ta đi từ trên xuống dưới trong câu chuyện này, chỉ có vỏn vẹn 14 câu. Chúng ta cùng suy gẫm sự dạy dỗ của Chúa với cái đề tài là
được mời mà không được ở lại. Trong cuộc đời của bạn chị em, quý vị thà không được mời lúc đầu nhưng mà được quý mến giữ lại lúc sau, hay quý vị muốn người ta mời mình lúc đầu mà người ta không cho mình ở lại? Quý vị chọn cái nào? Tôi thà chọn người ta không biết mình là ai, người ta không mời mình, nhưng mà về sau bởi duyên cớ gì đó họ biết mình, họ giữ mình lại, còn hơn lúc đầu họ tin tưởng, họ yêu mến, họ mời mình nhưng mà họ không thể giữ mình lại. Thưa quý ông bạn chị em, Đức Chúa Giêsu kể câu chuyện này, chúng ta đi từng nhân vật ở trong cái ví dụ Đức Chúa Giêsu để chúng ta hiểu hơn lời dạy của Ngài. Trước hết, nhân vật đầu tiên chúng ta cần nghiên cứu trong câu chuyện này là ai ông bạn chị em? Một vị vua làm tiệc cưới cho ai? Cho ai ông bạn chị em? Cho con của mình. Một vị vua làm tiệc cưới cho con của mình. Và rồi vị vua này có mời người ta chưa? Có mời rồi, nhưng mà vị vua này không thấy ai tới, cho nên vị vua này gửi người đi ra để mà nhắc lại cái lời mà đã mời mà tại sao không thấy ai tới. Thưa quý bạn chị em, tôi xin hỏi quý vị, lời mời nặng hay nhẹ là tùy thuộc vào cái gì? Lời mời nặng hay nhẹ là tùy thuộc vào người mời. Một lời mời của bạn, rảnh thì đi, không rảnh thì thôi. Nhưng mà lãnh sự quán mời phỏng vấn đi Mỹ, ít ai nói rảnh tôi tới, không rảnh tôi tới hẹn khi khác. Lời mời của bạn nói rằng đi ăn tối thì rảnh thì đi, không rảnh thì thôi. Big Four KPMG gửi lá thư hẹn phỏng vấn, tôi chưa từng thấy ai nói chừng nào rảnh tôi phỏng vấn. Mà ở đây Kinh Thánh nói rằng cái người mời là ai? Là vua. Có nghĩa là sao? Vua là có nghĩa là sao? Vua là người nắm trong tay quyền cho sống hay là cho chết. Vua là người nắm trong tay cái quyền là cho sống ở trong quốc gia, cho làm việc hay là không cho làm việc. Vua là người nắm cái đó. Mà vua kêu tới dự tiệc cưới của con vua mà không tới, có nghĩa là không làm sao? Không nể mặt vua. Đây không phải chỉ là chọn lựa của một cá nhân, mà đây là sự tôn trọng của người đó dành cho ông vua. Mà ở đây những người được mời họ, quý vị biết không, người cao trọng mà họ mời mình đó, người cao trọng mà họ nhờ mình, mà đến mức họ phải đi mời nhờ một người khác nhắc khéo mình là mình rất ngại. Nếu mình là người có tôn ti trật tự, người lớn nói mình mà đến mức mà họ phải nhắc khéo mình, đó là chuyện mình phải rất ngại ngùng. Mà trong trường hợp này vua đã ra lệnh, vua đã truyền, vua đã mời, mà đến nỗi vua gửi đầy tớ đi, mà đầy tớ ra nhắc cũng không thèm nghe, mà chẳng những không thèm nghe còn giết luôn đầy tớ, có nghĩa là sao? Không hề coi vua ra gì hết. Thưa quý vị, khi lời mời mà xuất phát từ một vị vua đó, điều đó phải đi cùng với cái lời mời đó một cái cảm giác là chúng ta phải rất cẩn thận khi nhận lời mời đó. Chúng ta phải có một cảm giác tôn trọng, cảm thấy vinh dự, cảm thấy đặc ân, và chúng ta vì sự biết ơn đó mà chúng ta phải vâng phục. Và chúng ta cũng tự hiểu là không vâng phục có nghĩa là không tôn trọng vua. Đó là lời mời ở trong câu chuyện này. Nhưng mà thay vì bực bội, tức tối và nóng giận, thì vị vua này không nóng giận, mà vị vua này nhẫn nại cho thêm một bao nhiêu lời mời tất cả. Đối với bạn chị em trong đây, bao nhiêu lời mời tất cả? How many invitations? Bao nhiêu? Hai, chị Thùy nói hai. Thưa bạn chị em, ba. Lời mời đầu tiên là một lời mời, Kinh Thánh nói là đã được mời, bây giờ đi nhắc lại. Lời mời thứ hai là vua nói với đầy tớ là bây giờ ta đã mời nó rồi mà nó không tới, bây giờ đi ra nói với nó tiệc đã làm xong rồi, bò đã giết xong. Đó là lời mời thứ hai. Và rồi lời mời thứ ba, sau khi mấy người này không xứng đáng dự, vua nói với đầy tớ bây giờ đi ra ngã tư, thấy ai thì đem vô hết. Đó là lời mời thứ ba. Quý vị thấy vị vua này có một đặc tính, vị vua này không quan trọng thái độ người ta nhận mình hay không nhận mình, vị vua này chỉ quan trọng là có người tới dự tiệc hay không mà thôi. Đức Chúa Trời chính là vị vua này. Đức Chúa Trời không giận khi con người phản bội.
Đức Chúa Trời không giận khi con người không tiếp nhận lời mời của sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời vẫn tha thiết kêu gọi. Quý vị, nếu Chúa giận đó, nếu cửa ân điển đóng lại 2000 năm trước thì ai có cơ hội tin Chúa? Nhưng mà chính Chúa đã cho thêm cơ hội, cho thêm cơ hội và cho thêm cơ hội. Ngài muốn sẵn sàng đi bao xa với con người thì Ngài tối đa có thể đi được trong phạm vi cho phép của những bổn tánh Ngài, cho con người những cơ hội. Quý vị, tại sao vị vua này tha thiết phải có người để dự tiệc cưới dữ vậy? Tại sao ông vua này ông đãi tiệc cưới mà ông thiết tha và ông phải bắt buộc phải có người tới dự tiệc cưới? Thường thường mình làm tiệc cưới mà mình muốn người ta tới dự, lý do tại sao? Tại sao mình làm đám cưới mình muốn người ta tới dự vậy không bạn chị em? Mình muốn người ta chia sẻ niềm vui với mình. Mình muốn gì nữa? Nhiều lý do lắm. Mình muốn thể diện gia đình có không? Mình muốn lễ nghĩa trước mời tôi và không mời lại kỳ. Nó có biết bao nhiêu cái yếu tố trong đó. Vậy thì cái yếu tố nào khiến cho ông vua này phải đi mời người ta cho bằng được? Ông đãi tiệc thì ông đãi tiệc, mà bây tại sao ông bắt thần dân, ông bắt mọi người phải tới dự? Vì ai? Kinh Thánh nói là ông làm tiệc cưới cho con của mình. Vậy là đứa con nó quá quan trọng. Đến nỗi mà người ta không tới dự thì giảm phần quan trọng của đứa con, phải vậy không? Quý vị, có nhiều quan lớn mà họ đãi tiệc cưới của con á, mà nhân viên không tới dự á, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra quý vị? Well, khó ký hợp đồng, khỏi kiếm tôi. Những người có, quý vị biết không, người Việt của mình đám cưới rất quan trọng. Con tôi đám cưới anh bỉ mặt, anh mong tôi ký hợp đồng với anh, không có chuyện đó. Nhưng mà ở đây vị vua không có tư tưởng đó. Vị vua không phải muốn tổ chức một lễ cưới linh đình vì vinh hiển của mình. Xin lỗi, ông không cần, tại vì ông là vua, ông cần gì thêm vinh hiển nữa. Xin lỗi, không phải là vì con của ông, mà quý vị biết vì ai không? Vì ai? Vì những người đến dự. Nếu chúng ta hiểu được Đức Chúa Giê-xu chính là người con ở trong câu chuyện này, thì chúng ta cũng phải hiểu luôn một điều. Kinh Thánh nói rằng ở dưới trời, ngoài sự hy sinh, the atonement, sự chuộc tội mà Chúa đã chịu thế cho con người, thì con người không có tư cách để gặp Đức Chúa Trời. Nói một cách khác, tại sao vị vua không nói rằng tới gặp ta, mà vị vua cứ tha thiết nó phải tới tiệc cưới của con? Tại sao vị vua nói dân thần dân ta đãi tiệc toàn thể dân, mà phải nhân danh tiệc cưới của đứa con? Là bởi vì chỉ có một mình Đức Chúa Giê-xu là đấng chết thế cho tội loài người, dùng huyết của Ngài đổ ra cho loài người, để rồi Thượng Đế có thể gặp con người ở tại sự hy sinh của Chúa cứu thế. Cho đó cái tiệc cưới này tha thiết, Đức Chúa Trời tha thiết mời gọi, không phải vì vinh hiển của riêng Ngài, Ngài không cần, cũng không phải vì Đức Chúa Giê-xu, mà là vì con người. Nói một cách khác, nếu không bởi tới tiệc cưới thì cũng không được gặp vua. Cho nên đó lý do tại sao mà Chúa phải thiết tha và Chúa gửi những người đầy tớ để kêu gọi. Quý vị nghĩ mấy người đầy tớ này cực không? Mấy người đầy tớ này tượng trưng cho ai? Những người đầy tớ này tượng trưng cho những tiên tri bị giết ở trong Kinh Thánh. Những người đầy tớ này tượng trưng cho các tông đồ bị giết ở trên sự bắt bớ trong quá khứ. Những người đầy tớ này tượng trưng cho các tôi tớ của Đức Chúa Trời. Họ dùng chính cuộc đời của mình để rao giảng tin lành. Là sự mà người đời coi là rồ dại, là sự mà người đời coi rằng không cần thiết, là sự mà muôn người muôn nẻo đều có thể được tôn trọng hơn công việc của họ. Họ là những người thậm chí bị giết. Khi mà người ta không thích lời mời thì người ta giết luôn đầy tớ. Khi người ta không tôn trọng vua thì đầy tớ cũng bị giết luôn. Cho nên cái sự cực nhọc nó rất là nhiều, nhưng mà vị vua này vẫn thiết tha phải mời người ta tới tiệc cưới cho bằng được, là vì những người được mời chứ không phải vì vua. Ở trong 2 Corinto đoạn 5 câu số 21. 2 Corinto đoạn 5 câu số 21. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Phương cách cứu rỗi của Đức Chúa Trời là Ngài dùng con của Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ
Đức Chúa Giêsu Christ mang toàn bộ tội lỗi của nhân loại, và nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà con người được trở về với Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi đời đời. Như vậy nếu con người không đi qua Đức Chúa Giêsu Christ thì con người không được tới sự cứu rỗi. Đó là lý do mà Chúa tha thiết, dầu họ có bỉ mặt Chúa, dầu có làm Chúa buồn, Chúa cũng phải cố gắng kéo họ trở về với Chúa cho bằng được, để họ được cứu. Bởi vì Giăng đoạn 3 câu 16 chúng ta biết, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đức Chúa Trời không gửi con Ngài đến để đoán xét thế gian đâu, nhưng để cho thế gian nhờ con đó mà được cứu. Như vậy phương pháp cứu rỗi của Đức Chúa Trời là qua con của Ngài, qua tiệc cưới của chiên con. Đó là lý do tại sao mà Chúa phải kéo người ta tới cái tiệc cưới đó. Quý vị có biết công tác rao giảng tin lành được xây dựng trên máu không? Lời của Đức Chúa Trời là một quyển sách được nhuộm bằng máu. Lời của Đức Chúa Trời là quyển sách được giảng bằng máu. Chúng ta ở một đất nước dễ dàng giảng đạo, chúng ta làm sao thấy được? Chúng ta hãy đi, hãy nhìn những quốc gia nghèo khó. Ngay quý vị biết không? Tôi thức dậy. Những sự nước của Đức Chúa Trời được xây dựng trên những hòn đá của sự hy sinh. Ông bạn chị em và tôi ngồi đây là bởi vì những đầy tớ đã mời quý vị, và để mời được quý vị họ đã phải hy sinh cuộc đời của họ. Họ đã phải hy sinh một điều gì đó để ngày hôm nay chúng ta có cơ hội ngồi ở đây. Đó là cái công tác của nước Đức Chúa Trời, thưa ông bạn chị em. Kinh Thánh không có nói, nhưng mà chúng ta thấy rõ, vì vua không mời người ta tới dự tiệc vì cái sự tự cao của ông, không tới tức là không tôn trọng ta. Kinh Thánh không có nói như vậy. Vì vua cũng không mời người ta bởi vì con của ông quan trọng quá, không tới không được. Kinh Thánh cũng không có nói như vậy. Kinh Thánh cho chúng ta biết vì vua thiết tha mời người khác đến trong bữa tiệc của thiên đàng là bởi vì nếu không tới họ không được sự cứu rỗi. Vì vua đã nhẫn nại biết bao nhiêu. Ông bạn chị em, đây là một điều chúng ta cần phải nhớ về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của second chance. Lần thứ nhất Chúa kêu gọi không nghe, Chúa không bỏ cuộc, Chúa sẽ trở lại trong đời chúng ta, Chúa mời chúng ta thêm một lần nữa. Lần thứ hai chúng ta chối bỏ Chúa, Chúa không bỏ chúng ta, Chúa đợi chúng ta. Hồi trẻ kêu tin Chúa không thèm tin, Chúa giận rồi phải không? Không, đợi đi, quý vị tin tôi đi. Chúa nhẫn nại, ít bữa nữa Chúa mời thêm lần nữa, Chúa sẽ trở lại. Điều đáng quý của Đức Chúa Trời chúng ta là Ngài là Đức Chúa Trời của sự nhẫn nại. Ngài sẽ trở lại lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ mười, cho đến khi nào Ngài thấy rõ trong lòng chúng ta không còn hy vọng nữa. Bằng không Chúa vẫn luôn cho chúng ta cơ hội. Nếu hôm nay Đức Thánh Linh phán với ông bạn chị em điều gì, ông bạn chị em có đáp ứng như thế nào trong đời sống của chúng ta? Đó là vì vua bê chúng ta đến tiệc cưới. Điều thứ nhất tôi muốn bạn chị em lưu ý về cái tiệc cưới này đó, đó là nó là tiệc cưới. Không phải có mình tôi 60% đâu. Không phải có mình tôi 60%. Sáng hôm quý vị bao nhiêu phần trăm? Quý vị trong câu chuyện này rõ ràng vì vua mời tới đám tang phải không? Vì vua mời tới tiệc cưới, theo Chúa là đám tang hay là tiệc cưới? Theo Chúa là đám tang hay tiệc cưới? Tại sao hội thánh mình làm báp têm mặc áo màu đen? Tôi nói cái người nào mới nhất báp têm, tôi nói rằng thôi bây giờ tôi đề nghị nhà thờ lần tới báp têm mặc áo màu đỏ đi. Áo cờ đoàn nhà thờ có màu đỏ đúng không? Thưa quý vị, tôi chỉ nói đùa, đen đỏ doesn't matter. Nhưng mà rõ ràng con đường theo Chúa, theo Đức Chúa Giêsu nói với chúng ta đâu phải là đám tang đâu, mà là đám cưới. Đâu phải Chúa nói với chúng ta theo Chúa đi, mất tất cả. Theo Chúa đi, không còn gì hết. Mà Chúa nói là đến đám cưới, quý vị, mấy người này đang ở bên ngoài trồng rau, nuôi cá, chăn bò, làm ruộng, là phải tự thân mình cực khổ để nuôi thân. Bây giờ Chúa kêu vô ngồi ăn đám cưới, một cái chuyện phước hạnh chứ đâu phải là một cái chuyện đầy đọa họ đâu. Thưa quý bạn chị em, đây là đám cưới chứ không phải đám tang. Ở trong Cựu Ước đó, quý vị biết rằng mỗi lần mà có tiệc cưới đó là vì vua sẽ cho thần dân một cái vinh dự. Thần dân sẽ ngồi bên ngoài ăn chung với hoàng gia. Quý vị còn nhớ trong sách ECT không? Hoặc là Daniel, dân sẽ được nghỉ ngơi, sẽ được ăn uống. Nhưng mà người nào được mời vào trong bữa tiệc ngồi chung bàn với vua đó là khách mời danh dự.
Cho nên đây là một cái sự kiện nó rất là hoan hỷ. Cuộc đời theo Chúa đúng lý ra là một sự kiện phải rất là hoan hỷ, rất là vui. Thưa quý ông bà anh chị em, Ngài đưa những người đầy tớ ra. Lưu ý giùm tôi một điều. Những người đầy tớ chỉ đi ra để nhắc lại lời mời, chứ không phải là đi ra mời. Nếu quý vị hiểu được, người Do Thái chính là đối tượng đầu tiên đã được mời. Đức Chúa Trời không phải chỉ ban sự cứu rỗi cho con người năm 0 khi Đức Chúa Giêsu tới đâu. Đức Chúa Trời đã dùng dân Do Thái từ thổi khai thiên lập địa để cho nhân loại nhìn thấy sự hiện hữu oai nghi của Ngài mà họ quay về với Chúa. Tức là lời mời đã được ban cho từ thổi ban đầu. Bây giờ Chúa Giêsu đến chỉ để nhắc lại bằng một phương cách khác cho họ hiểu. Nhưng mà họ vẫn không hiểu. Họ vẫn không hiểu là cuộc đời này đi qua như là chim bay trên trời. Mới hôm đó còn trẻ, ít hôm sau không còn cơ hội để níu giữ cuộc sống. Họ không hiểu được. Họ không hiểu cuốn phim cuộc đời này chạy nhanh đến giường nào để họ nắm giữ sự cứu rỗi đời đời của Chúa. Họ vẫn còn miên man ở trong. Quý vị, ông Trịnh Công Sơn nói, bao nhiêu năm rồi mà còn làm gì? Còn vẫn lang thang đi. Lang thang ngoài, họ không hiểu được Đức Chúa Trời đã kêu gọi họ cứ sống bình yên nhưng mà tiếp nhận lời mời của Chúa để được cứu. Thưa quý ông bạn chứ, cái lời mời này đó nó rất đặc biệt. Lời mời này, quý vị đi vào câu số 10 nói như thế nào? Các đầy tớ đi khắp đường cái, nhóm lại hết thảy những người họ gặp, bất luận là dữ hay là lành, đến nỗi trong phòng đầy tất cả mọi người. Thưa quý ông bạn chị em, Đức Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài mời. Trong câu văn đoạn 3 câu 16 nói rằng hầu cho hễ ai, tức là whosoever, từ một người giáo sư đạo đức từ ngày sanh ra, đem rất nhiều nghiên cứu giúp cho cuộc đời, cho đến một tên lang băm ở ngoài đường, hai nhân vật này đều được mời giống như nhau, bất luận lành hay dữ, không phân chia. Ông bạn chị em, chúng ta sống ở giữa một thế giới không phải lúc nào cũng có cơ hội công bằng với nhau đâu. Tôi nói thật với bạn chứ. Không phải nơi nào là nơi cũng được bước vào đâu. Quý vị có đồng ý như vậy không? Ai đi du lịch thì biết. Xin lỗi, không phải ai du lịch. Ai mua membership. Membership mà loại basic giống như tôi thì được tới R một vài cái. Premium mới được đi sâu xuống dưới một chút xíu. Chừng nào mà mấy người nhìn tôi chắc là gold hay là diamond không? Mấy người ngồi nhìn tôi chắc diamond member thì mới muốn đi đâu đó thì đi. Ở trong sân bay đó, economy thì ngồi cái lưng nó đau, ở đằng sau nó đạp lên đầu lên cổ. Lên một chút xíu thì ghế thương gia nằm thẳng ra. Cuộc đời là sự phân chia. Cuộc đời là không phải lúc nào cũng muốn đi đâu là đi. Không phải ai cũng có thể accessible. Có những cái bàn ngồi được, có những cái bàn không được ngồi. Ngồi xuống người ta đứng lên ta đi hết, quý vị tin không? Hội thánh mình thì không có chuyện đó, chứ ngoài đời có không? Quý vị thử xem, có những nơi vào được, có những nơi không vào được, có những chương trình dành cho người này không dành cho người khác. Ai mà nộp đơn xin housing là hiểu tôi nói gì. Không phải lúc nào cũng đi vào được. Gió tầng nào mới được gặp mây tầng đó. Trong xã hội của con người là như vậy. Có những câu chuyện, có những người cả đời tôi sẽ không bao giờ được gặp. Nhưng mà quý vị được gặp. Gió tầng nào nó gặp mây tầng đó, thưa quý vị. Nhưng mà ở trong đây Kinh Thánh nói lời mời này đó không phân chia con người giàu nghèo, hiền dữ, tội lỗi nhiều, tội lỗi ít, không có phân chia tất cả những điều đó. Thưa quý vị, lời mời này được gửi từ rất lâu, bây giờ nhắc lại, giao cho tất cả mọi người. This is all inclusive bundle. Chúa không đòi hỏi chúng ta làm bất cứ điều gì để tìm và mua sự cứu rỗi nữa. Chúa chỉ cần chúng ta bình yên ở trong Chúa, thương yêu Chúa, bước đi trên con đường mà Ngài đã dùng chính huyết của Ngài để bày ra cho chúng ta. Mục đích của cái người tổ chức bữa tiệc này đó chỉ có một mục đích thôi, là làm sao cho đầy cái phòng đã được bày ra. Tại sao mà nó quan trọng đến mức độ mà phải có đầy đủ người? Thưa quý vị, tôi nói cho quý vị biết tại sao. Mình mà càng bỏ công cực khổ bao nhiêu để mình chuẩn bị một cái bữa tiệc, mình hy sinh quá nhiều,
mà người ta không tới ăn thì tất cả những điều chuẩn bị đó sẽ trôi xuống sông, xuống biển. Trước sau gì Đức Chúa Giêsu cũng đã chết cho loài người. Đức Chúa Trời đã chịu đựng bao nhiêu ngàn năm. Nhân loại đã, Chúa đã nhìn thấy đau khổ của nhân loại. Mà bây giờ mình nhìn thấy tiệc thì nằm ở đây mà người ta không bước vô ăn. Người ta ngồi ngoài lang thang đói, ăn vài miếng rau, miếng cỏ sống qua ngày, trong khi sự hạnh phúc thì nằm ở đây. Nếu quý vị là người có quyền trong tay, quý vị cảm giác như thế nào? Đó là lý do tại sao Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời là vị vua trong câu chuyện này. Ngài muốn cái lời mời này phải làm tối đa có thể. Nếu không, tội nghiệp cho những người không được mời. Đó là lý do tại sao hội thánh của Chúa rất quan trọng. Hội thánh của Chúa phải hiểu rằng chúng ta là agent of God. Chúng ta là nơi, là những người mà Chúa sử dụng. Tôi hỏi bạn xem, cái phương pháp mà Chúa muốn cho người ta biết về Chúa tối đa hiệu quả nhất đó là gì? Là người đã kinh nghiệm nói cho người khác biết. Không có một phương pháp nào tốt hơn như vậy. Không truyền đạo đơn, không media, không có chương trình gì khác hơn là một người đã thật sự được biến đổi, đã được nếm hạnh phúc nước thiên đàng rồi đi nói cho người khác nghe. Đó là lý do Chúa muốn chúng ta extend cái lời mời này cho mọi người. Bây giờ chúng ta đi đến hai nhóm người. Mình đã nói vị vua, mình đã nói cái tiệc cưới và cái lời mời quá tốt. This is the best package. Lòng của vua tốt, bữa tiệc hạnh phúc, lời mời thiết tha, bao gồm mọi người, không phân chia ai, miễn phí. Không có hai nhóm người đối với lời mời gọi vào nước của Chúa. Có hai nhóm người. Nhóm thứ nhất, đó là nhóm của những người excuse hay là bào chữa. Họ bào chữa như thế nào? Bào chữa như thế nào? Ở trong câu số 5. Nhưng họ không làm gì. Khi đầy tớ đi ra mời họ làm gì? Nhóm thứ nhất làm gì bạn xem? Họ không đếm xỉa đến lời mời của vua. Họ cứ đi đường riêng mình. Nhóm thứ hai, kẻ này đi ra mua ruộng, kẻ kia buôn bán. Nhóm thứ ba, còn những kẻ khác thì bắt đầy tớ của vua, mắng chửi xong rồi giết đi. Như vậy là có ba nhóm người trong những người bào chữa này. Nhóm thứ nhất đó là những người gì? Là những người đi đường riêng mình. Thưa quý ông bà anh chị em, khi mà mình tập trung chú ý và mình đi đường riêng mình đó, thì lời mời của Chúa và mình không có liên quan với nhau. Khi mình tập trung chú ý đi đường riêng mình thì Chúa mời và mình đi đường riêng mình với Chúa không liên quan với nhau. Ngày hôm nay quý vị và tôi có đang đi đường riêng mình không? Chúng ta tưởng rằng mình đi đường Chúa nhưng coi chừng mình có đi đường riêng mình hay không. Chúng ta biết rằng mình phải sống đặt nền tảng trong Chúa và từ đức tin đó mà sống ra bên ngoài, vì chúng ta là cơ đốc nhân, là con cái của Chúa, sống theo ý của Ngài. Nhưng mà bao nhiêu lần chúng ta bỏ qua Chúa, bao nhiêu lần chúng ta kinh thánh bị đóng lại và đóng bụi, bao nhiêu lần lời cầu nguyện là nông cạn, thậm chí nhờ con cầu nguyện giùm mình thôi chứ mình cũng chẳng có cầu. Bao nhiêu lần chúng ta bước đi trong sự thờ phượng nhạt nhòa, bao nhiêu lần chúng ta tự đi đường riêng mình, vui say thú rồ dại quá, mà chúng ta tưởng rằng chúng ta quên là Chúa vẫn kêu gọi chúng ta cuộc sống đức tin thật sự đối với Chúa, một mối thông công với Chúa vẫn chờ đợi chúng ta. Chúng ta bỏ quên vì vua kêu gọi mình. Thưa quý vị, cuộc sống đời này, cái mục tiêu của chúng ta không phải, quý vị để ý giùm tôi, không phải là làm một thường dân trong nước của vị vua. Để ý giùm tôi. Tại vì rõ ràng mấy người này tuy không vào dự tiệc nhưng mà họ vẫn là công dân của nước của vị vua, phải không? Nhưng mà mục tiêu là họ phải đi vào bữa tiệc với ông vua. Chúng ta không có mục đích là để được lên thiên đàng, để thành công dân của nước trời. Đó không phải là mục đích của người tin Chúa. Đó là phần thưởng của người tin Chúa chứ không phải mục đích của người tin Chúa. Mục đích của người tin Chúa là được ở trong sự thông công với Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Thánh Linh, và được vào nước thiên đàng là phần thưởng. Và khi chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta theo đạo hoàn toàn khác với cái cách chúng ta theo đạo. Thưa bạn chị em, cái nhóm thứ hai đó, họ không phải là họ đi đường riêng mình, họ có một cái điều khác, đó là họ quá nặng nề, họ vướng bận, họ không tới được. Họ vướng bận ba điều, và ba điều đó là điều chúng ta phải xem thử. Mua một đám ruộng, quý vị mở ra Luca đoạn 14 cũng là câu chuyện đồng nghĩa với câu chuyện này. Ở trong Luca đoạn 14 nói rõ hơn,
Mấy người này trả lời như thế nào? Luca đoạn 14 câu 18: Song họ đồng tình xin cứu. Người thứ nhất nói rằng tôi có mua một đám ruộng, tôi phải đi làm gì bạn chị em? Coi, chưa có xem, coi. Tôi có, người thứ hai nói tôi có một có 5 cặp bò, tôi phải đi làm gì? Xem. Rồi người thứ ba nói tôi mới cưới vợ, tôi phải đi làm gì? Làm gì ai biết? Cái ông mới mua ruộng thì ông nói ông phải đi coi cái đám ruộng. Cái ông có 5 cặp bò thì ông nói tôi phải đi coi mấy con bò. Cái ông mới cưới vợ thì ông đi coi vợ chứ ông làm gì? Cả ba đều là xem và ngắm. Cưới vợ về ngắm phải không? Đâu phải vậy. Nhưng mà làm gì ai biết, nhưng mà ở đây rõ ràng ông thứ nhất ông nói phải đi coi đám ruộng. Quý vị, cái này nó hơi chật rơi như thế nào á. Ruộng mình mua về thì nó là của ai? Nó nằm ở đó, mắc mới gì phải coi. Mà nếu cần coi thì đi tiệc về coi không được sao? Phải không thưa ông bạn chị em? Để ý giùm tôi, bò mình mua về thì bò là của ai? Khi nào mà ông nói là tôi mua bò tôi phải đi chăn đó thì nó hợp lý. Mà ông nói ông mua bò về mà ông phải đi xem. Quý vị thấy sự khác biệt không? Khi nào ông nói ông mua ruộng về ông đi cày đó thì mình mới hiểu là bận kiếm cơm. Nhưng mà ông không phải đi cày mà là ông đi coi. Khi người ta cực khổ, người ta có được 3 chữ trong cuộc đời. 3 người này là 3 chữ trong cuộc đời của chúng ta. 3 chữ P trong tiếng Anh: possession, profession và passion. Possession là tài sản, profession là nghề nghiệp và passion là đam mê. Người thứ nhất mua ruộng, quý vị, làm nông nhiều năm mới có tiền mua ruộng, cái đó là tài sản. Và phải ngắm xem tài sản của mình thay vì là đi tới dự bữa tiệc. Người thứ hai, con bò, công ăn việc làm. Cái cơ ngơi, cái sự nghiệp của mình nó phát triển, phải chăm chút để ý nó, ngó lơ không được. Và người thứ ba, cưới vợ. Vợ vừa là tài sản, vừa là tài sản hay tiêu sản? Vợ là possession, vợ vừa là nghề nghiệp mà vợ còn là passion, đam mê nữa. Bước qua gì đó, đi theo vợ rồi đam mê chứ gì nữa. Thì có nghĩa là cả ba điều này cộng lại khiến cho họ quá nặng nề, bị phân tán. Họ không muốn cuộc đời của họ bị chắn ngang. Họ đang trên đà phấn hưng, họ đang trên đà phấn khởi với đám ruộng, đang trên đà phấn khởi với con bò. Một xí nghiệp bây giờ lên 2 xí nghiệp, lên 5 xí nghiệp. Một căn phải lên 10 căn, 20 căn. Rồi người kia một vợ lên, không có lên, chỉ Kinh Thánh nói chỉ có một vợ thôi. Đang phấn khởi, bây giờ tự nhiên vợ mới cưới mà để nhà đi dự tiệc của người ta. Ruộng mới mua đang ngắm cho đã đi dự tiệc của người ta. Bò mới kiếm đang coi bò ngon quá phải đi dự tiệc người ta. Cái điều này đó làm cho cuộc đời của họ nó bị vướng víu và họ không thích như vậy. Cho nên nhóm người thứ hai này từ chối lời mời là họ không muốn phiền, họ không muốn bỏ qua. Đối với họ đó, vì vua và bữa tiệc đó không có sức hấp dẫn bằng những gì họ có. Chúng ta có giống họ không bạn chứ? Chúng ta có thể xem xét lại trong đời sống của mình, có khi nào chúng ta cũng có những thứ mà chúng ta xem nó quan trọng hơn vua, quan trọng hơn con của vua, quan trọng hơn bữa tiệc của vua. Nó có thể chiếm hữu toàn thể đời sống của chúng ta mà chúng ta không biết. Thưa quý bạn chị em, quý vị sẽ đem trước mặt Chúa, quý vị sẽ đem đến trước mặt Chúa điều gì trong ngày mà Chúa hỏi chúng ta tại sao lúc đó con không bước vào lời mời của ta? Quý vị sẽ trả lời với Chúa như thế nào nếu Chúa hỏi chúng ta câu hỏi đó? Thưa quý bạn chị em, nhóm người thứ ba, nhóm người thứ nhất đó là họ đi đường riêng mình, nhóm người thứ hai đó là họ quá nặng nề, họ không muốn di chuyển, và nhóm người thứ ba là họ rất là hostile, tức là họ rất là hung bạo với tôi tớ của Chúa. Quý vị có thấy một cái điều rất lạ lùng là những người này sống trong nước của vua, được nuôi bởi sự cai trị của vua, vua ban tất cả mọi sự ơn phước xuống cho họ. Nhưng mà họ lại có thể chống đối tôi tớ của vua, họ có thể đối xử với vua một cách như vậy. Họ không thích vua đã đành, họ cũng không yêu thương gì đầy tớ của vua. Quý vị, đó là nhóm người thứ ba. Và bây giờ Kinh Thánh khẳng định cả ba nhóm người này
đều không xứng đáng để được vào bữa tiệc. Vì vua nói với đầy tớ đó, vì mấy người này không xứng đáng, cho nên cái lời mời mới cần phải đi ra ngoài ngã tư. Nếu mấy người này xứng đáng thì vua không có đi ra ngã tư. Nhưng mà vì mấy người này không xứng đáng, câu hỏi của tôi là không xứng đáng ở chỗ nào? Nếu mà Chúa đặt một người là phải có tiêu chuẩn đạo đức tốt, đức tin phải cao, thế này thế kia mới xứng đáng được dự vào tiệc, thì ông bà anh chị em và tôi không có cơ hội, không có cửa và không có cửa sổ. Nhưng mà ở đây cái sự xứng đáng không phải là họ tốt bao nhiêu, mà là họ có sẵn lòng bao nhiêu. Họ không xứng đáng là bởi vì họ không sẵn lòng để nghe lời vua mời. Chỉ cần họ sẵn lòng nghe lời vua mời, dầu họ là một con người tội lỗi xấu xa, họ vẫn được vào trong bữa tiệc. Kinh Thánh nói rất rõ, đi ra ngoài đường cái, mời cả người dữ lẫn người hiền, không phân biệt. Cái sự duy nhất mà khiến chúng ta không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời đó là không thành tâm, không sẵn lòng. Bây giờ tôi nói đến nhóm người cuối cùng của ngày hôm nay, đó là những người khách có tới dự tiệc. Nãy tôi đã nói qua những người không tới, ba nhóm của họ. Bây giờ cái nhóm có tới ngồi dự tiệc. Trở lại Kinh Thánh với tôi, Matthew đoạn 22. Chúng ta đến nhóm người cuối cùng. Matthew đoạn 22. Người đầy tớ đi khắp các đường cái, nhóm lại hết thảy những người họ gặp, bất luận dữ hay lành, đến nỗi trong phòng đầy những người dự tiệc. Tức là bây giờ đầy rồi, phòng đầy rồi. Vua vào làm gì? Làm gì bạn chị em? Xem. Hồi nãy mình nói mấy ông kia làm gì? Watch, see, coi, xem, phải không? Mình thì nhìn đời, còn Chúa thì nhìn mình. Mình nhìn đời, còn Chúa thì nhìn mình. Bây giờ vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ, thì phán cùng người rằng: hỡi bạn, sao ngươi vào đây, gạch dưới giùm tôi, mà không mặc áo lễ? Đây là điều tôi muốn chúng ta suy nghĩ trong giờ phút này. Điều thứ nhất, trong bữa tiệc của nước thiên đàng có cả rất nhiều loại người. Ông bạn chị em đừng bao giờ thấy bàng hoàng và bẻ bàng khi thấy trong hội thánh Chúa có những rắc rối. Ông bạn chị em bao giờ đừng nói với tôi, bao giờ nói tôi tưởng là tới hội thánh là phải có người tốt, đừng nói vậy nữa. Cái đó là quý vị không hiểu đúng rồi. Ít khi nào người ta vô trong bệnh viện mà người ta la làng lên: ô, thấy trong đây nhiều người bệnh quá vậy, bệnh sống ở nhà đi, tới đây làm chi? Nhưng mà tại sao tới nhà thờ lại hỏi là tại sao có những người chưa tốt mới tới nhà thờ chứ? Quý vị đồng ý điều đó không? Cho nên điều đó không có gì là lạ, bởi vì nước thiên đàng Chúa mời tất cả mọi người, lành dữ Chúa đều đưa vào hết. Ok, ở đây Kinh Thánh còn cho chúng ta biết một điều nữa. Ở trong Luca đoạn 14 á, chẳng những là mời đâu, mà đối với những người mà mù lòa, khó khăn, nghèo khổ đó, tôi tớ của Chúa còn phải ép mời, ép vào, dùng chữ là ép vào. Nhiều lúc á, nhiều người ngồi nghỉ các nhà thờ của Chúa vì cớ gì mà phải tha thiết, phải giúp đỡ, phải nhịn nhục nhiều người họ lợi dụng hội thánh. Thưa quý vị, bởi vì nước thiên đàng biết người ta có ý xấu cũng phải tìm cách ép cho người ta thành người tốt để họ được cứu. Đó là vấn đề. Cái áo lễ đó là gì vậy ông bà anh chị? Cái áo lễ đó là gì quan trọng đến nỗi mà vua tới xong rồi vua xem, xong rồi vua thấy một người không mặc, và vua nói là sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Có nghĩa là quý vị phải tự hiểu là mấy người khác có mặc không? Có, chỉ có một người này không mặc. Có nghĩa là vua có yêu cầu không? Có, mới có chữ mà. Tại sao lại như vậy? Ông bà anh chị em còn nhớ khi Joseph được vào trong hoàng cung, Joseph đã có địa vị, Joseph mời anh vào ăn với mình, Joseph làm gì không? Mặc áo mới cho anh em của mình, không để họ mặc áo cũ nữa. Quý vị còn nhớ khi vua lúc bấy giờ ông phát hiện ra mặt âm mưu giết người, khi mà Mạc Đô Chê tố với vua cái âm mưu giết người của Haman,
Sau đó vua ban thưởng cho Mạc Đô Chê. Quý vị biết Kinh Thánh viết lại cho chúng ta là vua thay quần áo của Mạc Đô Chê rồi mới đưa vào hoàng cung cho ăn tiệc. Các vị vua ngày xưa mà muốn cho người ta vào cung ăn tiệc với mình đó, thì cái người vào tiệc phải thay quần áo và phải mặc cái loại quần áo xứng hợp với cái bữa tiệc của nhà vua. Và cái loại quần áo đó sẽ được vua tặng, chứ người ta không cần phải mua. Làm sao người ta có điều kiện để mua? Một lát tôi sẽ đi tới. Bây giờ để ý điều này giùm tôi. Ông Adam và bà Eva mặc cái gì ở trong vườn Eden? Tôi hỏi lại lần nữa, ông Adam và bà Eva mặc cái gì ở trong vườn Eden? Anh Hùng nói là áo da. Louis Vuitton hay là cái gì? Ông bà mặc Louis Vuitton, LV hay là Coach hả? Tôi biết chắc chắn là ông có mấy hiệu đó, tại lúc đó cá sấu chưa bị giết. Mặc cái gì trong vườn Eden ông bà anh chị em? Kinh Thánh nói cả hai đều trần chuồng mà không xấu hổ. Có nghĩa là họ mặc áo choàng của sự công bình. Đến khi họ phạm tội thì cái áo vô hình bằng ánh sáng đó nó mới bị biến mất đi. Thì khi cái áo của sự công bình đó nó biến mất đi thì giờ này họ mới thấy xấu hổ. Thì lúc bấy giờ Chúa mới giết một con thú và lấy da thú mặc lại cho họ. Như vậy Đức Chúa Trời muốn chúng ta khỏa thân hay là Đức Chúa Trời muốn chúng ta mặc đồ? Vì đây, nàng mục sư có 60% nói gì lung tung vậy. Đức Chúa Trời muốn chúng ta khỏa thân hay muốn chúng ta mặc đồ? Làm ơn nói lớn giúp tôi, mặc đồ hay khỏa thân? Cô Thu nói tao mặc đồ còn không, biến thái nó còn dí theo, làm sao? Chúa biết, Chúa muốn chúng ta không được khỏa thân. Tôi ý tôi nói là không được lõa lồ. Giống như là ông Adam và Eva sau khi phạm tội, Chúa muốn chúng ta phải có áo của sự công bình. Rõ ràng từ ban đầu Chúa cho cái chuyện mặc quần áo bằng vải tôi không nói tới, tôi nói cái áo công bình kìa. Đó phải không? Và khi tội lỗi vào thì tội lỗi muốn chúng ta cởi áo ra. Đúng vậy chưa? Quý vị thấy không? Rõ ràng. Và sau đó Chúa lại không muốn chúng ta chết trong tội lỗi, Chúa lại bắt chúng ta phải mặc áo vô. Cái áo lễ rất quan trọng. Đi với tôi, chúng ta đi tới cái áo lễ chút xíu bạn xem. Trước khi Chúa mặc áo da thú cho ông Adam và Eva thì ông Adam và Eva mặc cái gì? Sau khi phạm tội mặc cái gì ông bạn anh chị em? Lá vả, lấy lá vả che thân. Lá vả mà che thân thật là một thời trang đặc biệt. Thiết kế như thế nào thì tôi không rõ, nhưng mà lá vả nó một ngày là nó một héo, không biết thay như thế nào, I don't know. Ok, rồi Chúa cho cái áo của con thú. Mở với tôi trong sách Khải Huyền, đoạn 19 câu số 8. Nhưng mà tôi đọc từ câu số 6. Đoạn tôi nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ, mà rằng: Alleluia, vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là đấng toàn năng cầm quyền cai trị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng tôn vinh Ngài, vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Chúa Giêsu sẽ trở lại, và ngày Chúa trở lại, dân sự của Chúa được bước vào một bữa tiệc gọi là tiệc cưới của chiên con. Tiệc cưới này là tiệc cưới dành cho những người được cứu. Và ở trong tiệc cưới đó, Kinh Thánh nói rằng những hội thánh được cứu đã được mặc áo tinh sạch, đã mặc áo chứ không phải là không mặc áo. Vì họ được mặc áo cho nên họ bước vào trong lễ cưới của chiên con. Và Kinh Thánh nói rõ áo này chính là gì? Công việc công bình của các thánh đồ. Mở tiếp với tôi Khải Huyền đoạn 16 câu 15. Khải Huyền đoạn 16 câu 15. Kìa, ta đến như kẻ trộm, phước cho kẻ nào tỉnh thức và gìn giữ áo sống mình, đặng khỏi đi sự lõa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình. Như vậy cái áo lễ này mục đích chính đó là cho chúng ta không còn lõa lồ. Lõa lồ đây tức là bản chất xác thịt của chúng ta nó lộ ra.
Chúa muốn chúng ta khống chế nó bằng hai điều. Trong cái nghĩa của cái áo đó, cái áo đó thứ nhất là sự công bình của Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu đã chịu chết vì loài người, cho nên sự công bình của Đức Chúa Giê-xu bây giờ được kể là công bình của loài người, chứ của loài người không có công bình. Cho nên mặc áo lễ có nghĩa là tiếp nhận sự công bình Đức Chúa Giê-xu. Nhưng mà tiếp nhận như thế nào? Nếu chúng ta chỉ nói rằng tôi tin thì Đức Chúa Trời có thật, Kinh Thánh không phải là một sự giả dối, cái đó là mặc áo lễ chưa? Chưa. Quý vị, khi mà mình mặc áo có nghĩa là sao? Là da của mình và tấm áo phải chạm với nhau. Quý vị muốn mặc áo công bình của Đức Chúa Giê-xu, nhưng mà Chúa Giê-xu với quý vị không có một tình cảm gì, không có một mối thông công gì, thì cái đó là mặc áo lễ chưa? Cái đó là chưa mặc áo lễ. Và cái ý thứ hai của cái sự mặc áo lễ đó là nếu mình đã là người thuộc về Đức Chúa Giê-xu thì sự công bình của Đức Chúa Giê-xu bây giờ nó phải vào trong tâm trí của mình. Lẽ thật của Chúa bây giờ phải thay đổi mình, tính cách của Chúa bây giờ phải thành tính cách của mình. Quý vị, khi mình mặc áo vô đó, cái phần nào mà mình mặc á thì người ta nhìn vô, người ta không được thấy thịt mình mà người ta phải thấy áo mình, đúng không? Như vậy nếu mình mặc Đức Chúa Giê-xu vào, người ta nhìn toàn là thấy xác thịt của mình, không thấy Chúa Giê-xu, vậy là mình mặc áo chưa? Chưa. Chính vì thế tôi nói nhiều ngày nay có rất nhiều con cái Chúa ăn mặc hở hang. Tôi không phải nói nghĩa đen, cái chuyện nghĩa đen tôi không có nói tới, mà tôi nói nghĩa thuộc linh á, có nghĩa là họ cũng theo Chúa, nhưng mà họ theo Chúa nửa vời, họ theo Chúa 20%, 30%. Nếu mà họ thông công với Chúa 20%, có nghĩa là 80% hở. Quý vị thích thời trang kiểu đó không? Còn nếu mà họ theo Chúa 50% thì có nghĩa là 50% còn hở. Tôi nói thiệt quý vị, tôi cũng cố gắng, nhưng mà tôi muốn Chúa làm ơn giúp con, chứ đừng có để con mà nó hở toan quang quá coi kỳ lắm. Con phải có sự công bình che, làm ơn 30, 40 từ từ tăng lên. Như vậy thì người không mặc áo lễ, nói một cách khác là người vẫn còn lõa lồ. Nhưng tôi muốn bạn chị em chú ý giùm tôi một điều ở đây trong sách Khải Huyền đoạn 19. Cái áo đó là do người đó tự mua hay là được cho? Chúa không bắt chúng ta dùng sức riêng của mình để trở thành thánh. Chúa sẽ làm điều đó cho chúng ta. Cái điều mà chúng ta cần làm là để cho Chúa làm, chứ đừng chống lại Chúa mà thôi. Tôi nói lại, Chúa không nói rằng ta mời đó nha, nhưng mà ngươi phải tự kiếm tiền đi mua áo, tự giống như Cinderella hả? Tự lượt đậu, tự kiếm tiền, tự mặc quần áo giống như tấm cám, tự kiếm quần áo rồi mới bước vào bữa tiệc, không? Ta mời ngươi và ta cho luôn cái áo lễ. Rõ ràng trong câu chuyện này quý vị, khi mà cái người không mặc áo lễ, vì vua hỏi tại sao không mặc áo lễ, ông trả lời sao quý vị biết không? Trả lời sao? Ông nói con không có tiền mua phải không? Con không có điều kiện phải không? Không, ông làm thinh. Tại sao ông làm thinh? Chỉ có một trường hợp thôi, là người ta có đưa áo cho mình mà mình không chịu mặc thì mình mới phải làm thinh. Chúa không có bắt chúng ta, ok, ta cứu ngươi, đó là việc của ta, nhưng mà từ nay trở đi ngươi phải tu thành chánh quả, ta mới cho ngươi vào nước thiên đàng. Cái đó đâu phải là việc ngươi làm nổi, thì ta cần cứu ngươi chi nữa. Ta ban Đức Thánh Linh để biến đổi ngươi, ta ban lời của ta cho ngươi. Điều duy nhất ngươi cần làm đó là ngươi làm ơn vâng phục. Ngươi làm ơn để cho ta hành động. Ngươi đừng lấy xác thịt của ngươi khống chế Đức Thánh Linh, làm buồn Đức Thánh Linh, cản trở Đức Thánh Linh. Bởi vì nhờ Ngài mà ngươi được ấn chứng ở trong ngày cứu chuộc. Ông bà anh chị em nhớ điều đó giùm tôi. Chính tôi cũng cố gắng. Tại vì quý vị nhớ trong Philip đoạn 2 câu số 13. Philip đoạn 2 câu số 13. Philip đoạn 2 câu 13. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em, vừa muốn vừa làm theo ý của Ngài. Từ cái ý tưởng mà muốn phục thiện cũng là Chúa, mà có sức để làm cũng nhờ Chúa. Điều duy nhất hồi xưa đó, mỗi lần tôi cầu nguyện Chúa đó, tôi hay cầu nguyện Chúa: Chúa ơi, giúp cho con đừng làm cái này, đừng làm cái kia, cho con trọn vẹn chỗ này, cho con đừng cái kia cái nọ. Bây giờ tôi không có cầu nguyện vậy nữa. Bây giờ tôi cầu nguyện Chúa sao bạn chị em biết không? Con cầu nguyện Chúa đi vào trong cái rễ của cái lỗi lầm của con và chặt đứt rễ giùm con. Tôi mong hội thánh hiểu câu này của tôi. Tất cả những tội lỗi và sự phạm nghịch cùng Chúa đều có cái rễ của nó hết. Chúng ta đối diện với hành động, quý vị,
một dân sự của Chúa, một con cái của Chúa biết rõ hành động đó là Chúa buồn, rồi cũng phạm, rồi cũng tái, rồi cũng phạm, tái cũng phạm, là chúng ta vẫn đang đấu với tội lỗi. Nhưng mà chúng ta đấu với tội lỗi chúng ta có thắng được đâu. Cho đến khi Chúa vào trong lòng chúng ta và Chúa cắt đứt cái rễ của vấn đề. Cái rễ của vấn đề được cắt thì tự động nó không mọc lại nữa thôi. Chúng ta phải được biến đổi, chúng ta phải để Đức Thánh Linh thay đổi mình. Ông bạn chị em, rất là đáng thương người đàn ông này đó. Người đàn ông này đã vào được tới ngay bàn tiệc, đã được gặp vua, đã ngay ở trong đó. Quý vị có biết ông vua gọi người này là gì không? Trở lại Matthew đoạn 22 giùm tôi. Chúa hỏi người này sao? Trong câu số 12 Chúa hỏi cái gì? Hỡi bạn. Câu hỏi của Chúa làm cho tôi suy nghĩ. Chúa gọi người này là bạn. Quý vị có biết trong Matthew đoạn 26 câu số 50 Chúa Giê-xu gọi Judas Iscariot là gì không? Bạn. Điều này cho chúng ta một sự nhấn mạnh, đó là kể cả khi một người ngồi đồng bàn với Chúa đi chăng nữa, cái chỗ mình ngồi không quyết định tình trạng thuộc linh của mình đâu. Hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà ngươi không mặc áo lễ? Sự mặc áo lễ nói một cách khác nôm na dễ hiểu là đầu hàng Chúa. Tôi nói lại, tôi còn đúng 5 phút thôi. Sự mặc áo lễ là đầu hàng Chúa, không đi đường riêng mình, không nghĩ theo cách của mình, đầu phục Chúa. Thật sự từ trong đáy lòng của mình, lúc bấy giờ hành động nó sẽ đi theo. Tất cả hành động, không có cái chuyện khó khăn gì, không cần sợ người ta nhìn, không cần sợ mấy chuyện đó. Từ trong lòng của mình sẽ vừa muốn vừa làm theo ý của Chúa. Tôi có một cái câu chuyện này tôi thấy cũng nó vui và nó cũng đáng suy nghĩ cho bạn cho em. Vừa rồi ở bên Việt Nam đó, có một người tử tù, tức là giết người đó, hay là làm gì đó mà kết án tử hình đó, mà nhân dịp COVID cho nên thoát ra ngoài. Tôi không biết nó thoát như thế nào. Bây giờ người ta không sợ là nó đi giết người nữa, mà người ta chỉ sợ tại vì nó bị nhiễm COVID, dương tính COVID. Trước khi nó test trong tù nó bị dương tính, bây giờ nó ra đi vòng vòng, đi vòng vòng. Bây giờ người ta không sợ là nó sẽ giết người, mà ta chỉ sợ nó COVID thôi. Mà chị em thấy không? Cái nan đề có một người đàn ông, ông mở cửa ông hóng mát, ông mở cửa ông hóng mát, ông ngồi đó. Cái ông thấy nó đi ngang thập thò, ông không biết nó là ai. Ông nói, ê em trai, vô đây uống nước với anh. Cái ông mời nó vô ngồi uống trà. Cái hai người ngồi uống trà đàm đạo cho đã. Ông lá hồi ông móc điện thoại ra, ông coi thằng này là tử tù nhiễm COVID đang đi vòng vòng. Quý vị nghĩ ông cảm giác làm sao? Ông hết hồn, ông không ngờ cái đây là cái hình ảnh mời vào nhưng mà không thể giữ lại. Tôi nói với bạn chị em hồi đầu bài giảng, tôi nói tôi thà hồi đầu Chúa không biết mình là ai, nhưng mà cuối cùng Chúa mời mình vào và giữ mình lại, còn hơn lúc đầu Chúa mời mình vô mà Chúa không cho mình ở lại. Bạn ơi, bạn có nghĩa là ta thương ngươi, nhưng mà ta tiếc. Tại sao ngươi đã vào, ngươi đã chấp nhận sự cứu rỗi rồi, ngươi đã theo ta rồi, tại sao ngươi không đầu hàng ta? Sao ngươi còn đi đường riêng mình? Sao ngươi còn cặp bò đám ruộng người vợ? Sao ngươi còn bắt bớ đầy tớ của ta? Sao ngươi không hiểu là ngươi đã vào được trong đây, bao nhiêu người khó khăn bị đuổi ở ngoài, ngươi đã vào được trong đây, sao ngươi không ở lại với ta? Bạn ơi, nếu ngươi vào, hãy chịu khó mặc áo lễ. Tôi muốn chúng ta nhớ lời của Chúa kêu gọi chúng ta ở trong sách Khải Huyền. Xin mời bạn cho em mở ra, chúng ta cùng đọc với nhau. Khải Huyền đoạn 15, đoạn 16 câu số 15. Xin mời bạn cho em mở ra. Đoạn 16 câu số 15. Ok, xin mời bạn cho em. Kìa, ta đến như kẻ trộm, phước cho kẻ tỉnh thức và gìn giữ áo sống mình, đặng khỏi đi lõa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình. Amen. Chúa ban phước cho bạn cho em.